I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Chúng mình đã rời khỏi Măng Điên, nhưng trong lòng vẫn dâng trào một cảm giác xúc động. Xin chào, chúng mình là Ba Malo, và mình chuẩn bị kể cho bạn nghe những điều mà bọn mình đã phải lòng ở Măng Điên. Đáp chuyến bay từ Sài Gòn đến Gia Lai vào lúc 9 giờ sáng, những tưởng trời sẽ nóng như cái tiết trời Sài Gòn. Nhưng Gia Lai đã chào đón mình bằng một bầu không khí se lạnh trên cả quãng đường đến Măng Điên. Đó cũng là điểm đầu tiên mà chúng mình thích. Thời tiết ở đây thật biết chiều lòng người, se lạnh và phảng phất mùi của rừng cây. Chúng mình đèo nhau trên đoạn đường quanh co, không ít lần dừng xe lại để trầm trồ về cảnh vật nơi đây, một màu xanh thẳm và tràn đầy nhựa sống. Trưởng thôn kể về sự tích bảy hồ ba thác mà dân làng ở đây truyền miệng từ đời này qua đời khác. Bác kể rất nhiều điều về văn hóa, về cuộc sống và cả ý nghĩa của cái tên Măng Điên trong tiếng dân tộc, mà chúng mình khuyên rằng nhất định bạn phải tới nơi đây một lần để cảm nhận được sự sâu sắc trong từng câu chuyện của bác kể. Và rằng Măng Điên thật đẹp, thật hùng vĩ, để chúng mình có thể đắm chìm trong từng khoảnh khắc và chu du qua những hồi ức quý giá nhất mà chúng mình đã có ở vùng đất này.